Tập tiếp theo, bệnh cảm lạnh của Lâm Bắc cuối cùng cũng khỏi hẳn. Lâm Bắc, đồ biến thái chết tiệt. Được rồi, không gây sự với em nữa. Tần Tuyết vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm anh. Gì gắt vậy? Một chút sự tin tưởng giữa người với người cũng không có. Miệng của đàn ông, là quỷ nói dối. Mặc kệ em vậy, anh muốn ngủ. Lâm Bắc nói liền muốn nằm trở lại giường. Tần Tuyết ôm lấy anh. Tiểu Bắc ca ca, nhà đầu này lại đang có ý tưởng xấu gì đây? Em cũng muốn đi tắm, nhưng có rất nhiều quần áo. Em nói cái này thì không buồn ngủ nữa rồi. Anh giúp em. Lâm Bắc còn chưa động thủ, đã bị Tần Tuyết cắt ngang. Lâm Bắc, em nhờ anh giặt quần áo cho em. Anh còn động tay nữa em sẽ đánh anh đấy. Đồ hồ ly này, người khác cưới vợ để sưởi ấm giường, tôi cưới vợ để luyện tay. Nếu anh giúp em giặt hết quần áo, lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tương, em sẽ thưởng cho anh. Thật không? Con có thể nói dối anh sao? Chờ đó. Nhìn bộ dáng khẩn trương của Lâm Bắc, Tần Tuyết cũng không nhịn được cười. Ngày hôm sau, đã đón Tần Tử Phàm về nhà. Bố ơi, bố đi làm đi được không? Tại sao? Chính là vì bố không đi làm, nhà chúng ta mới nghèo như vậy. Một bữa cũng không ăn được ba món. Nhà bà ngoại được ăn rất nhiều thịt. Tần Tử Phàm, có phải lại điên cuồng ăn thịt không? Không ăn rau xanh, con như vậy sẽ không cao được đâu. Bố nói dối. Trương Đức Soái lớp chúng con ngày nào cũng ăn rau xanh, ngắn hơn con và chị Vân. Trương Đức Soái là ai? Quỷ nghịch ngợm của lớp chúng con, mỗi ngày đều muốn cướp chị Vân của con. Cậu ta nói bố cậu ta còn quen mẹ nữa. Sao em không nhớ Đình Đình còn có một đứa con trai nhỉ? Đừng có thay đổi chủ đề. Không ăn rau xanh ngày mai bố không đưa con đi tìm chị Vân. Con ăn, con ăn. Bố dẫn con đi tìm chị Vân. Quả nhiên vẫn là Tiểu Vân tốt. Hai người cũng bất đắc dĩ. Ngày hôm sau Lâm Bắc và Hữu Tú đưa con đến trường. Hữu Tú, Trương Đức Soái là ai thế? Nghe nói bố nó quen biết Tuyết Tuyết. Đó không phải là tình địch cũ của cậu Trương Hạo sao? Cậu ta và phó lớp có một đứa con trai, luôn muốn chơi với Vân Vân nhà tôi. Đã cãi nhau với Tử Phàm mấy lần rồi. Lại là cậu ta. Tôi nói cậu ta lấy họ Trương ở đâu chứ? Không sao, Tiểu Bắc tôi đứng về phía cậu. Trừ phi Trương Hạo tặng tôi 1 triệu làm quà. Có cái nịt, cả ngày không có hình dạng chính. Thời gian như nước chảy, chớp mắt vài tháng trôi qua. Sau khi tan học, Lâm Bắc đón Tần Tử Phàm về nhà. Tần Tuyết đang ở trong bếp rửa rau. Hôm nay không tăng ca sao? Về sớm giúp anh xử lý đồ ăn đây. Sợ chồng em bị mệt. Nhà đầu thối, khiến người ta cảm động lạ lùng. Tần Tử Phàm nhìn bố mẹ thể hiện tình yêu, cũng đã quen rồi. Bố ơi, con làm xong bài tập có thể xem phim hoạt hình không? Hôm nay tâm trạng tốt. Duyệt. Hay quá. Trên bàn ăn, Lâm Bắc cho Tần Tử Phàm thêm một cái đùi gà, lại đưa một cái khác cho Tần Tuyết. Tần Tuyết lộ ra nụ cười. Vợ à, anh quyết định rồi. Anh muốn mở studio chụp ảnh. Anh lại muốn làm gì nữa? Lần trước không phải là làm ở cửa hàng đồ cổ của Hữu Tú sao? Công việc tự do mà, muốn làm gì thì làm. Đâu có ai như anh chứ. Cả ngày lộn xộn suy nghĩ hết cái này đến cái khác. Anh nhìn chúng một cửa hàng gần trường của Tử Phàm, và tiền thuê còn rất rẻ. Bố ơi, studio chụp ảnh là gì? Đó là nơi để chụp những bức ảnh đẹp. Hóa ra là bố muốn chụp ảnh cho những cô xinh đẹp. Thằng nhóc thối, con đừng có mà đốt lửa. Lâm Bắc, không được mở. Nếu anh thiếu việc như vậy, hãy đến công ty làm thư ký cho em. Không muốn. Đâu có ai lại đi làm thư ký cho vợ mình. Bố ơi, bố không muốn làm thư ký cho mẹ, nhưng lại phải giúp cô xinh đẹp chụp ảnh. Tần Tử Phàm, có còn muốn ăn chân gà nữa không? Con muốn, con muốn. Lâm Bắc nhìn Tần Tuyết sắc mặt âm trầm, trong lòng thấy sợ hãi. Vợ à, anh chỉ cảm thấy mình thích chụp ảnh thôi mà. Thật sự không có gì khác. Bình thường em và Tử Phàm đi học là đi học, đi làm là đi làm. Anh ở nhà một mình không thoải mái, muốn tìm việc gì đó để làm. Vừa vặn cửa hàng cũng gần trường học của con trai. Tần Tuyết thở dài một hơi. Thôi được, dù sao em cũng có thể nuôi anh. Sau này không được đột nhiên đưa ra quyết định. Có ý tưởng gì nói cho em biết trước. Biết rồi, yêu vợ nhất. Nói làm thì làm, Lâm Bắc nhanh chóng bắt đầu cải tạo cửa hàng. Nửa tháng sau, cửa hàng chụp ảnh của Lâm Bắc đã mở cửa. Tay anh cầm bình giữ nhiệt, nhàn nhã ngồi trong cửa hàng. Thoải mái. Đây chẳng phải là cuộc sống hưu trí sớm sao? Cảm ơn vợ tôi nhiều. Bố ơi. Hữu Tú và hai đứa nhỏ bước vào. Thật nhàn nhã. Tôi nói thằng nhóc cậu đột nhiên không theo tôi nữa. Nếu không tôi giúp cậu, cậu trả tiền lương cho tôi. Có cái nịt, đừng nghĩ về điều đẹp đẽ đó. Lâm Bắc chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa nhỏ. Nhìn hai đứa nhỏ ngầu nghiến, Hữu Tú cũng là sửng sốt một chút. Tiểu Bắc nấu ăn không tệ nhỉ, phiền cậu chiều chúng tan học thì đón nhé. Yên tâm đi. Khi hai người đang nói chuyện phiếm, một chiếc xe sang dừng lại ở cửa. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, Tần Tuyết đang đi vào cửa hàng. Vợ à, sao em lại tới đây? Mẹ, mẹ nuôi. Ngoan, em không thể đến sao? Ai đó trốn bên trong sao? Nào có, nếu em muốn đến, anh có thể đến đón em mà. Lúc này Tần Tuyết nhìn đùi gà lớn trong hộp giữ nhiệt của con trai, mắt đầy ánh sáng. Đùi gà.
Nhìn thấy điều này, Tân Tử Phàm liền cắn hai miếng vào đùi gà. Mẹ ơi, trên này có nước miếng của con rồi. Thằng nhóc này, hay thật nhỉ. Phòng vệ mẹ như vậy, cảm thấy thế nào? Cũng được. Cảm thấy như được nghỉ hưu sớm hơn 40 năm. Em thấy anh chỉ là nhàn rỗi. Đi ra ngoài ăn đi, tôi mời. Hưu Tú gọi thêm Đình Đình đi. Không cần đâu Bắc Tẩu, cửa hàng của tôi còn việc nữa. Tôi đến đây chỉ là gửi hai đứa nhỏ cho Tiểu Bắc trông. Cũng đến lúc phải về rồi. Được rồi, vậy hôm khác gọi Đình Đình đến nhà ăn cơm nhé. Được rồi, vậy tôi về trước đây. Được, có tôi trông hai đứa nhỏ cậu yên tâm. Sau khi Hữu Tú đi, Lâm Bắc liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ ngủ cùng nhau, trong lòng có chút bất lực. Sao thế? Anh chuẩn bị cho chúng nó hai tấm nệm để nghỉ trưa, nhưng hai đứa nhỏ này cứ luôn ngủ cùng nhau. Nhỏ như vậy cứ để chúng ngủ đi. Phải rồi, hôm qua ông nội gọi điện cho em, cho Tử Phàm nghỉ phép, chúng ta đưa nó về thăm ông. Ừ, đến lúc đó lại đến chỗ ông ngoại cũng ở vài ngày. Một mình ông ấy rất cô đơn. Phải, Tiểu Bắc em đang nghĩ, hay là đưa ông nội và ông ngoại đến Thiên Tâm đi. Họ già rồi, xa quá chúng ta cũng không để ý được. Cũng được, cảm ơn nhà vợ. Không chỉ tốt với anh như vậy, ngay cả ông nội và ông ngoại cũng giúp anh suy nghĩ. Đời trước Lâm Bắc anh tích đức, mới cưới được một người vợ tốt như em. Anh cũng rất tốt với em, nhà cửa xe hơi công ty tất cả đều đứng tên em. Mỗi ngày nấu cơm làm việc nhà chăm sóc em và con trai. Em mới là người may mắn. Hai người hạnh phúc ôm nhau, dường như thời gian cũng được cố định trong khoảnh khắc này. Buổi chiều, hai đứa nhỏ tay trong tay đi vào khuôn viên trường. Em phải học tập chăm chỉ. Bố hứa nếu em đạt 100 điểm sẽ đưa em đi ăn gà rán. Vậy em phải cố lên nhé. Lần trước thi được có 6 điểm. Hiểu rồi. Chị Vân, lần này em mang cho chị sô-cô-la. Chị muốn không? Muốn. Cho chị. Nếu vẫn chưa đủ ngày mai em sẽ lấy thêm cho chị. Cảm ơn Phàm Phàm. Chị cũng có quýt nhỏ. Cho em ăn. Hữu Miểu Vân nhét mấy quả quýt nhỏ cho cậu. Lại thì thầm vào tai cậu bé cái gì đó. Tân Tử Phàm mắt sáng lên.